Hello, chào tất cả anh em đã đến kênh Nguyễn Duy Vũ Audio. Kênh anh em chuyên mua bán mặt hàng âm thanh bãi Nhật Mỹ đủ mặt hàng anh em. Và tiếp sau đây hôm nay em giới thiệu với anh em một số dòng mixer và dòng EcoG anh em ha. Thì hôm nay thì chủ yếu đích về tất cả đều hàng Nhật Mỹ anh em. Thì đây là cái bản hiệu của em Nguyễn Duy Vũ Audio mua bán âm thanh bãi Nhật Mỹ, số điện thoại 0972 44252 và 0939442. Em ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ anh em, Cần Thơ nha. Thì lâu lâu nói vậy đó, để do những anh em mới là biết kênh mình, biết chỗ em làm. Và em đi vào giới thiệu anh em ha. Thì đây là những cái mặt hàng hôm nay nha. Đây đầu tiên cái là nói về con mixer này, dòng mixer có công suất nha anh em. Mixer có công suất theo công suất. Là cái dòng này là có eco về vợt đầy đủ nha anh em. Dòng này là gọi là dòng nó là hiệu Bizit anh em, Bizit Power Star 600, đợi nghe 600 là 600W anh em, cái model nó là vậy. Và đây nó đặc biệt cái dòng này nó có là nó thêm một bộ effect của Lichikan ha anh em ha. Dòng mà nói về effect Lichikan là nổi tiếng anh em, tiếng cực kỳ hay nha. Dòng này là lo gì đó, dòng này là dòng mixer của anh nha anh em, của Anh Quốc nha, là made in England á. Là dòng này thì nó gồm nó có thì 2, 4, 6, 8, 10 lai. Này là đường 10 lai, dòng này là mixer 10 lai có công suất và 2 EW và 2 FS luôn. FS 1 nè. 1 và 2. Tại nhiên là dòng này có delay gabber đầy đủ anh em ha. Đây, gabber nè, delay nè. Nói chung mình muốn xài chương trình nào thì xài chương trình đó. Thì cái dòng này thì em sẽ test video những clip khác, thì anh em xem đón xem những cái video clip khác ha. Còn đây là con Mackie là 1202 Village. Thì tại em để nó nằm vậy chút xíu em sẽ lên lật xuống cho anh em xem cho nó gõ gàng đâu đó anh em nha. Thì cái dòng này thì nó là 2, 4, 6, 8 lay, dòng này 8 lay, 2, 4, 6, 8 lay, 8 lai anh em, 1202. Dòng này xài điện 220 ngàn Village 3 anh em ha. Cái dòng này thì lúc trước mà chưa có dịch đó thì em bán về liên tục. Nói chung là dòng này em bán chỉ có mấy chục con rồi, rất là nhiều. Dòng Mackie thì bên em bán rất là nhiều. Và anh em nào muốn coi lại thì coi những cái clip mà em đăng về chuyên về mixer, nói về mixer Mackie đó anh em lên thấy ha. Còn đây thì nguyên cái đống này tất cả đều là EcoG anh em ha. EcoG nha, dòng này là em ba bên em bán bao chạy, em không có bán hàng chết anh em yên tâm nha. Rồi đồ xin nguyên bản với mấy dòng này thì nó ít hư lắm, nó hư là chắc dục luôn quá. Thì đây thì đầu tiên với anh em nè, ở dưới đây là hai con Gavert V100, dòng là này là hàng da băng nha anh em. Này là Gavert 100 chỉnh cơ chỉnh tay. Giờ gồm này cái dòng này nó được là 99 chương trình. Là chương trình chờ mình để mình xài. Còn đây thì con ly sẽ cần anh em ha. Ly cần này xưa em cũng có, như hôm nay nó về được mấy con. Hôm nay mấy dòng này mới không nha anh em. MX 300 và MX 200, 200 được hai con. Và một con DOT anh em ha. Con DOT DSB 16K, dòng này là Eco G bằng cơ nha anh em, dẫn bằng cơ. Dòng này hàng Mỹ A đồng hoàng anh em, hàng Út A hết. Thì em làm video này đầu tiên thì tại do em đăng nhiều quá thì nên em không có tháo bên trong. Thì em những hứa những anh em những video tiếp theo thì em sẽ tháo bên trong cho anh em xem. Nhưng mà cái những dòng này em cũng có tháo hết trơn rồi. Những anh em nào mà đã trước có xem những video này nói về Lichikan thì đã sẽ hiểu. Còn như đây là một con B-Way. Dòng này là B-Way anh em ha. B-Way này cũng hàng Ultra đồng hoàng nha. Con B-Way này là con Detalet như nè. Dòng này cũng là cơ anh em ha. Cơ chỉnh cơ nha, chỉnh cơ. Nó cũng có hai chế độ Eco. Nó cũng loại bên dùng như phụ gam 1, phụ gam 2, thì dù mình muốn xài bên nào xài. Dòng này cũng có Eco và vợt đầy đủ nha anh em. Nó là Eco G nha, nó Eco G. Thì em được một đống Eco G nè anh em ha. Và tiếp sau đây, qua đây thì con Mackie. Con Mackie là 1202 anh em. 1202 Mackie VZG anh em ha. Nó là VZG, dòng này cũng 10 lai, giống con bên kia mà con này con VZG. Con này VZG thì dòng này là để Main USA luôn anh em. Điện 120V nha, cái con đó. Và tiếp sau đây thì tới con là mixer Yamaha.
Yamaha này em về nó có cái vỏ luôn anh em, nó có vỏ, nó có nguyên cái cây đó bỏ vô nó, rồi mình có cái thùng như bằng nhôm đó mình phá lại nha. Mấy trong này mấy cái này mới có anh em, mấy cái dòng này mới có lại nha, mới có lại luôn, mấy giờ mới có hết, mới có hết nha anh em. Đây là model nó là MX 2000, con này thì có eco gập vật đầy đủ nha anh em. Đây anh em nè, 2H nè là của thằng gập vật nè, là eco nè, delay nè. Thì dòng này thì cũng là nó dòng này là 2000, này là mixer có công suất theo luôn anh em, vậy ghim lo vô là hát thôi. Dòng này nó cũng có được Wellager luôn, có Wellager. Dòng này thì đã được 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, cái này thì được 10 like anh em ha, được 10 like. Dòng này còn quay sách sách nè, nó dòng này thì nó là mắc, cái này là dòng mixer Yamaha MX 2000. Thì con này thì mình ghim lo vô hát, còn mình con này cũng là mình ghim lo vô hát luôn. Đặc biệt cái con này xài điện auto volt, là ví dụ anh em muốn xài 220 thì anh gạt qua 220, muốn xài 110 gạt qua 110. Dòng này là hàng của Anh Quốc nha, dòng này xuất châu Âu. Nó giữa là bài của Suncap nên em. Dòng này những nó giống như nó là vừa thương hiệu là nói về của Suncap luôn. À Suncap anh em. Còn dưới đây thì nó phần eco này là của Lisicon là của này nè anh em. Thì nó giống như dòng này thì nó tích hợp đầy đủ chức năng để hết. Nó vừa là mixer, vừa là công suất, vừa là eco gập vợt đầy đủ. Nói chung cái dòng này cặp là cái mixer này nó gọi là mixer hoàn hảo nè, nó đầy đủ chức năng cho hết. Con này là dạng hàng VIP anh em ha, hàng VIP nha. Thì em nói cho anh em họ hiểu rõ nha, tại vì do mình để nằm đây mình phải lật cái con này lên mình mới thấy được cái con mixer này anh em ha. Đó anh em xem lại nha, đó xem lại video ha, nó gì nó mới đẹp nha anh em, để nhìn nó mới đẹp. Còn ở đây á, thì đây là những cái con van Putin anh em. Van Putin thì K10 thì em còn một con, một duy nhất nha. Còn dưới đây KM F1 thì em còn được sắp mấy con. Ở đây anh em xem K11 ha, dòng này van cơ Putin, hàng của Đức nha anh em. Dòng này thì em đã làm những video trước rồi. Hôm nay cũng sẵn đây thì làm đăng cho nó đẹp luôn. Đó anh em nào có nhu cầu cái món nào mua thì alo bên em ha. Và sẵn dưới đây thì có một con Amly này là Onkyo anh em ha. Onkyo A755N25 mã dòng sạc 100. Dòng này thì em bán dòng này thì nó chạy là 4 sò sắt nha anh em. Dòng này chơi những cái Amly được giống như những đôi lo cỏ anh em. Những đôi lo mà cỏ này kia đánh hát hay anh em, hát hay lắm, con này hát hay nha. Mặt phay nhôm nào mà như cái dòng này nó có một số mấy cái chữ này nó đã like nha. Nó giống như nó vẽ lại nha anh em, chứ không phải phiên bản nó. Nói chung nó bị ba chữ. Nói chung nên thì cái dòng này thì em anh em là chơi mình đặc biệt nó là zin nguyên bản nha anh em. Là bên trong zin nguyên bản nha. Còn những cái chỉ số này nó bị nó giống như nó bị like rồi, nó bị file rồi. Nhưng mà nó là ghi đúng anh em. Đó anh em xem này ha. Thì cái con này em bán, anh em nào có chơi nó thì nên mua đi, con này giá thị trường nó bán 5-6 triệu lận. Con này giờ em bán cho anh em 3 triệu bao zin nguyên bản nha anh em. Tình trạng nó chỉ có mấy cái chữ này thôi, chữ này nó bị mờ thôi. Đó anh em xem cái con Onkyo nha. Onkyo này là mắc gỗ anh em ha, vỏ gỗ nè, vỏ gỗ anh em ha, zin nguyên bản nha anh em. Về bỏ vô là hát, nó là chạy 4 sò sắt nha. Dòng này thì ghép những đôi lo mà cổ là hát cực kỳ hay. Nói chung cái này nổi tiếng, anh em gõ lên mạng là biết liền, gõ lên Google là mình gõ ra là biết những anh em ta nói về chi tiết về con này liền. Dòng này để chơi những đôi lo bass 3, bass 25 là vô tư luôn nha. Hàng này hàng Nhật nha anh em, Gia Băng. Ở đây là trên đây thì những con Eco G, thì đây là Eco G của thằng Yamaha. Và ở đây thì con ba con Lisicon, con 2, con 300 và con 200, và một con Dot, và trên một con B-Way. Con B-Way anh em, B-Way nè. Nó bị quầy ha. Đó, anh em xem nha. Đó, anh em xem lại ha. Đó. Anh em xem lại nha. Nói chung thì mình gán mình làm. Nói chung em bên em sắp xếp công việc dữ lắm anh em. Nên đôi lúc hàng em có về lai gai hoài em đăng bán. Thì
Thì những anh em nào mới vào kênh thấy hay đăng ký kênh ủng hộ để xem mặt hàng bên em nha. Và em cũng báo giá từng sản phẩm cho anh em ha. Con này thì em bán giá 5 triệu anh em ha. Con này giá 5 triệu nha. Còn con này giá trên 8 triệu nha anh em, trên 8 triệu. Còn như con Mucky này thì con Mucky này nó tình trạng nó có một cái là hai nút này nó bị lai nha anh em. Hai nút này nó lai nhỏ nè. Thường nút nó bự cái gan này nằm nhưng mà nó bị lai nút nhỏ nhưng mà nó vẫn là nút xịn nha. Con này xài điện auto volt anh em ha. Con này nút volume có một con rồi nút volume bị thay nha. Nhưng mà nó bị gãy rồi, thay mà chưa có thay xong nha anh em. Nên cũng chưa đồ. Con này giá bán thì nếu trường hợp này nó nếu mà nó tốt nó bán khoảng 4 triệu. Giờ con này em bán khoảng trên 3 triệu anh em, trên 3 triệu ha. Là con mới không còn như cái con này thì cũng trên 3 triệu anh em nha. Trên 3 triệu luôn. Anh em nào có nhu cầu thì mua thì con này riêng bản trăm trăm anh em ha. Giờ em lật xuống luôn nha. Lật xuống luôn. Đây, để anh em nhìn rõ ha. Đây là Mucky 1202 Vizigal. Đây anh em, nó là zin nguyên bản đẹp, cực kỳ đẹp nha. Nói chung là zin. Đây là phía sau. Để em quay phía sau cho anh em xem luôn nha. Để em quay cho nó rõ đi. Rồi đây là phía sau nó nha anh em. Phía sau nó này ha. Này. Thì anh em xem nè. Nó để nè, Made in USA đồng vàng nha. Thằng Mỹ nội anh em. Đây thì nó, anh em đường kiếm điện nè. Thì anh em thấy nó để 100V này. Thực sự nó là dòng này nó bên Nhật, cái khi mình lột cái tem này ra nè anh em. Lột cái tem này ra nè nha. Em lột cái tem ra cho anh em coi luôn nè. Nè, cái tem này nè nha. Lột cái tem này ra anh em sẽ thấy là điện 120V nè. Đó. Điện 120V anh em. Nè. Em để nhìn cho rõ lại ha. Nè, 120V. Hàng Mỹ đồng vàng nha anh em. Điện xịn đồng vàng à. Đó. Để em dán này lại đó. Thì cái này tại do nó xuất thị trường Nhật nên nó mới để được 100V để cho dân nó biết cái dòng này sẽ đi 100. Rồi. Đây là những cái đường ga canon, đường mình nhấn nút vô lớn nhỏ tiếng lên nè. Nó tăng cái decibel của đường ao. Còn phía sau ghim đây anh em ha. Đó. Nó cho anh em để anh em gõ nha. Để em quay lại. Rồi, thì em nó cũng nói chi tiết về cho anh em xem cái bên trong của cái con mixer này rồi nha. Rồi. Và sau đây thì em cũng kết thúc video hôm nay. Hẹn những anh em những video tiếp theo nha. Và xin chào.